Một fanpage vừa đăng tải hình ảnh Hoa hậu Mỹ Linh thân mật bên bạn trai trong một quán cà phê thu hút sự chú ý. Cặp đôi diện trang phục đơn giản ngồi trò chuyện cùng nhau, đặc biệt người đàn ông còn chủ động tặng Mỹ Linh một nụ hôn ngọt ngào. Ngay khi đăng tải, cộng đồng mạng nhanh chóng phát hiện bạn trai Hoa hậu Mỹ Linh chính là Dương Bảo Hưng, em trai của biên tập viên Ngọc Trinh. Anh chàng là một thiếu gia giàu có với bộ sưu tập siêu xe, đồng hồ, hàng hiệu xa xỉ. Tin tức này khiến nhiều người bất ngờ bởi trước Mỹ Linh, Bảo Hưng từng có thời gian công khai yêu Á hậu Tú Anh và có tin đồn tình cảm với Á hậu Huyền My. Trong khi đó, cách đây không lâu, Hoa hậu Mỹ Linh vẫn khẳng định mình chưa có bạn trai.